Xin chào các bác nhé. Với video này tôi em tiếp giới thiệu các bác mẫu ống nhòm cao cấp 36FT. Thì với các bác đang sử dụng các mẫu nhòm như HD hoặc là EKD Cutter, thì các bác muốn sắm cho mình hoặc là nâng cấp cho mình một cái mẫu nhòm cao cấp hơn để cho cái vụ ong sắp tới của năm mới qua Tết là sẽ tới, thì các bác có thể liên hệ số em theo số điện thoại 0339896168. Và giá của mẫu nhòm cao cấp 36FT này thì hiện nay vẫn là giá là 4,2 triệu và bao ship và được bảo hành chính hãng 2 năm cho tất cả các bác khi mua ống nhòm bên Hà Thọ Shop. Đó. Cam kết tất cả các mẫu hàng ống nhòm của bên Hà Thọ Shop là hàng chính hãng của công ty thôi nhé. Nếu mà hàng sai thì các bác có thể là trả quay đầu và có thể các bác là sẽ số em sẽ đền bù cấp đôi cấp ba cái số lượng cái thực tế giá trị của đơn hàng nhé. Và bây giờ em sẽ test cùng các bác cái mẫu ống nhòm 36FT này. Đó. Thì sẽ viếng trước kia. Trước này em sẽ test cùng các bác này. Đây là mẫu ống nhòm được rất nhiều các anh em mà sử dụng trong các cái vụ ong vừa qua thì đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho các bác khi sử dụng săn ong. Mặc dù trời cũng khá là nhá nhem tối các bạn nhé, lúc này là 18 giờ hơn rồi. Đó. Cái độ rõ nét của mẫu ống nhòm cao cấp 36FT này thì đây là cái mẫu nhòm các bác đáng để bỏ ra cái 4,2 triệu để sắm cho mình một mẫu nhòm cao cấp để săn ong. Đó. Cái độ thu phóng của ống nhòm khá tốt. Em sẽ test một lần nữa rồi cùng các bác tham khảo. Đó. Tới nó thu họ qua ống nhòm thì nó thu phóng rất là nhiều, thu phóng lại rất là gần. Thực tế thì qua cái camera điện thoại này và qua các lớp kính của ống nhòm thì nó không trực tiếp ở mắt mình vào thì nó giảm độ nét rất là nhiều. Lên tới khoảng 40-45%. Cho nên là cái nếu như các bác mua về, các bác test thực tế, các bác được kiểm tra và test thực tế trước khi thanh toán thì các bác ưng ý thì các bác nhận hàng các bác nhé. Nên là các bác có thể nhìn qua trực tiếp mình thì nó sẽ rõ nét hơn rất nhiều. Và show em tại thành phố Bắc Ninh thì các bác có thể qua nhà test trực tiếp mẫu nhòm 36FT như em đang cầm trên tay này. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé.